Vâng ạ, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tiếp tục gặp nhau trong cái series video về chiến lược khuyến mại, tung các cái chương trình khuyến mại. Và video này tôi lại tiếp tục trình bày với các anh chị ba cái chiến lược tiếp theo. Chiến lược khuyến mại số 40, tôi gọi nó là khuyến mại theo kiểu mua nhóm, mua chung. Mua nhóm, mua chung là như nào? Thì đây là một trong những cái hình thức thương mại điện tử khá là phát triển trong những năm trước đó. Đặc biệt là mô hình này phát triển ở Mỹ, ở các nước như Hàn Quốc có những cái dịch vụ này tên tiếng Anh nó gọi là Groupon. Thì trong cái chương trình đào tạo và giảng dạy tại bậc đại học của chúng tôi thì chúng tôi đã nghiên cứu cái mô hình này rồi. Và sau đó thì thị trường Việt Nam cũng đã áp dụng cái mô hình này thông qua những cái trang như là trang nhóm mua, trang mua chung, trang hot deal, đúng không ạ? Khoảng độ 3-4 năm về trước thì những cái trang như này rất là phát triển, bán được nhiều, doanh số rất là tốt và chúng tôi cũng đưa lên những cái trang deal này chúng tôi bán. Thế nhưng mà bây giờ những trang này nó bắt đầu kém hơn, bởi vì những cái trang thương mại điện tử như Tiki, như Shopee, như là Sendor, Aday rồi vân vân, họ ra rất nhiều và họ vung tiền ra để họ mua khách hàng, họ làm thị trường. Cho nên là những cái trang như này nó bị mai một, bởi vì các bản thân các trang thương mại điện tử nó cũng có cái chương trình deal như thế này. Thế thì mình biến cái chương trình mua nhóm, mua theo nhóm, mua chung là cùng nhau mua thì trở thành một chương trình khuyến mại, được chưa ạ? Thí dụ như là bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái mô hình này vào trong hoạt động khuyến mại của mình theo cách là ví dụ 50 người mua sản phẩm này thì giá sẽ là 300.000, tôi giả sử thế ạ. Vâng. Nhưng mà 100 người mua sản phẩm này thì giá sẽ là 250.000, và 300 người mua sản phẩm này thì giá có thể là 150.000. Ví dụ như thế. Cái đấy là do các bạn đưa ra, bởi vì lúc này nó giống như là cái hoạt động mua buôn ấy. Thì thay vì mua buôn thì bạn sẽ tìm bán 300 sản phẩm cho một người, thì bây giờ nó mua chung thì bạn vẫn bán 300 sản phẩm nhưng bạn bán cho 300 người. Và giá cho một người chính là giá của một người mua buôn. Đấy chính là nguyên tắc của mua nhóm, mua chung, cùng mua, mà tiếng Anh nó gọi là Groupon. Đó. Mấu chốt của vấn đề này là chương trình khuyến mại này bạn phải tung ra được cái deal đấy nó tốt, đúng không ạ? Và có lượng mua lớn. Bạn có thể chạy quảng cáo trên Facebook, trên các cái đường link để truy cập vào. Như vậy bạn cũng có thể bán được dạng là mua theo deal, mua theo Groupon. Nếu mà bạn vẫn chưa hình dung ra, bạn có thể truy cập vào các trang web như là mua nhóm, mua chung, cùng mua, hot deal, thì bạn sẽ thấy, được chưa ạ? Chắc là bạn sẽ hiểu ý tôi. Vậy bạn sẽ thiết kế ra cái chương trình này giúp tôi, ok? Chương trình khuyến mại tiếp theo đấy là chiến lược khuyến mại số 41. Tôi gọi nó là khuyến mại theo cái chiến lược là kèo tốt, đúng không ạ? Các trang thương mại điện tử lớn trên thế giới tôi nghiên cứu như là eBay, như là Amazon, như là những cái trang mà gọi là tỷ phú bán giày, đúng không ạ? Zappo vân vân, thì họ đều có một cái tính năng nó gọi là Today Deal. Today Deal mình dịch ra tiếng Việt là kèo tốt, kèo thơm đấy. Người miền Nam là người ta gọi là từ kèo thơm. Tức là cái kèo đấy họ đưa ra rất là hấp dẫn. Thì cái kèo này là nó rất là tốt, đúng không ạ? Nó có thể nhặt một số cái sản phẩm ra và nó đưa ra cái chương trình khuyến mại hấp dẫn với số lượng hạn chế và mọi người có thể mua. Đấy, thì trong một cái trang thương mại điện tử thì hoàn toàn nó có thể có cái mục, nó gọi là mục hot deal hay là mục today deal. Nó gần giống với cái mua nhóm mua chung kia nhá, nó gần giống nhưng nó không phải. Cũng là chữ deal nhưng mà nó không phải. Đấy. Bạn là một nhà bán lẻ, đúng không ạ? Bạn cần đưa ra một số những cái sản phẩm là sale sập sàn, là sản phẩm đường dẫn để mà đưa khách hàng họ có cái động lực họ quay trở lại website, hay là quay trở lại fanpage, hay là quay trở lại cái cửa hàng của bạn. Đấy, đây là một cái hiệu ứng chim mồi, thì bạn có thể là khách hàng không có nhu cầu nhưng mà biết đâu đấy họ thấy giá rẻ quá, họ lạc vào trong shop, họ lạc vào trong web của chúng ta và họ cứ xem biết đâu đấy họ lại mua được một cái gì đó, đúng không ạ? Thì cái này tôi gọi nó là cái dạng là today deal, hay còn gọi là kèo tốt, kèo thơm trong ngày. Thì cái này áp dụng cho website thương mại điện tử, website bán hàng, fanpage, rồi thì các group đều ok. Tại cửa hàng các bạn cũng nên tung ra chương trình như vậy, ngày nào cũng có một cái gọi là today deal. Mình có thể nhặt ra một số sản phẩm mình bỏ ra đấy và giá rất là sốc, đúng không ạ? Thu hút khách hàng. Rồi, cái chiến lược tiếp theo trong bài học này đó là chiến lược số 42. Chiến lược khuyến mại đồng giá. Đồng giá thì chúng ta thấy rồi, đúng không ạ? Các cái nhà bán lẻ
thường tung ra cái chương trình khuyến mại là bán tất cả các sản phẩm cùng một mức giá, ví dụ như là 49.000 hay là 99.000 hay là 199.000 hay là 299.000, 499.000, đúng không ạ? Thì cái chiến lược này gọi là chiến lược đồng giá. Thì mình có thể áp dụng là gì ạ? Nhặt ra một số cái sản phẩm đấy, và tất cả sản phẩm như vậy chúng ta để với cùng một mức giá. Thì cái chiến lược này các bạn có thể áp dụng vào cuối vụ hoặc là vào những cái dịp thấp điểm, thì sẽ thúc đẩy được khách hàng mua, họ sẽ đến, họ sẽ nhặt mua những cái sản phẩm có mức giá như vậy. Thì các cái nhà bán lẻ thời trang ở Việt Nam hiện nay đang sử dụng rất là nhiều. Hoặc là cái mức giá mà các nhà hàng họ áp dụng, ví dụ như là mua một cái vé là 199k ăn buffet chẳng hạn, thì cái đấy nó chính là cũng là một cái dạng mà chúng ta hiểu đấy là đồng giá. Tức là tôi không quan tâm bạn ăn nhiều hay ăn ít, đúng không ạ? Cứ mua một cái suất như thế thì sẽ được sử dụng toàn bộ. Thì có thể là hiểu nó là combo cũng được, có thể hiểu nó là đồng giá cũng được. Nhưng mà trong thời trang thì các bạn sẽ thấy đồng giá nó sẽ khác với combo, đúng không ạ? Rồi, thì như vậy tôi cũng đã vừa trình bày với các bạn thêm 3 cái chiến lược khuyến mại nữa. Và rất hy vọng các bạn có thể áp dụng thành công trong công việc kinh doanh và bán buôn bán lẻ để thúc đẩy doanh số của mình. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy xin liên hệ với tôi, giảng viên Nguyễn Phan Anh, để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các cái video tiếp theo. Chúng ta vẫn còn khoảng 10 chiến lược nữa, được chưa ạ? Xin chào.